Street and Views. Các bạn đến này, chọn sáng thẻ 2D và câu lệnh Align 2D Drawings. Hãy dán bản vẽ 2D vào đi. Thư mục có bản vẽ và định dạng là PDF liên quan đến công trình này. Ades River Drawings Select. Trong cửa sổ Select Page, các bạn hãy chọn bản vẽ số 2 đi. Đây chính là chi tiết cốt thép của khung ngang điển hình. Select Page. Bước 1 này, hãy chọn bề mặt trong mô hình 3D đi. Tôi sẽ zoom chuột chọn vào bề mặt của đại cọc này. Next. Bước 2, hãy chọn hai điểm trong bản vẽ 2D để dán vào mô hình 3D. Tôi sẽ tìm điểm thứ nhất, góc trái phía dưới này. Điểm thứ hai là góc trên bên phải. Các bạn lưu ý nên chọn theo đường chéo. Next. Bước 3, hãy chọn hai điểm trong mô hình 3D. Bạn muốn tương thích hai điểm trong bản vẽ 2D đã chọn đi. Các bạn nên zoom chuột lại để chúng ta quan sát được toàn bộ mô hình 3D đó. Có thể đổi sang góc nhìn sao cho quan sát được chi tiết hơn. Điểm 1 này chính là vị trí của đại cọc đúng không ạ? Điểm 2 là điểm nằm chéo trên này. Như các bạn quan sát được tôi thực hiện trên màn hình. Next. Như vậy, Construction Cloud nó vừa scale cái tỷ lệ bản vẽ sao cho phù hợp với kích thước của mô hình thực. Các bạn chỉ việc nhấp chuột vào Done để kết thúc công việc dán bản vẽ vào mô hình thôi. Chúng ta có thể quan sát dễ dàng việc bản vẽ 2D tôi đã dán vào trong mô hình 3D như thế nào. Một Front để nhìn được chi tiết hơn này. Các bạn chọn sang lệnh Zoom có thể quan sát được ví dụ dầm này, chi tiết này, cốt thép như thế nào đúng không ạ? 2:16, thanh số 39, cốt đai 8:10, A100, vân vân. Chúng ta có thể đổi góc nhìn để quan sát được cái vị trí bản vẽ mà đã dán vào mô hình 3D như thế nào. Thì đây chính là cái giải pháp hỗ trợ các kỹ sư ngoài hiện trường chỉ cần dùng mô hình khung bê tông để phục vụ công tác phối hợp và lấy khối lượng bê tông thôi. Còn sau đó các cái chi tiết về cấu tạo bên trong như là bố trí cốt thép như thế nào này và thậm chí là cái cấu tạo làm thế nào để đạt được cái spec tiêu chí kỹ thuật thi công của từng cái hạng mục bê tông đó, chúng ta sẽ dùng thủ thuật đó là dán bản vẽ 2D vào mô hình như các bạn quan sát được trên màn hình.